là món cá đuối nướng muối ớt siêu cay đi chú. Đây, sáng đi chợ cũng mua được hai con cá đuối nha. Đó, rất là ngon, mới vừa nướng xong còn nóng luôn. Ăn kèm với rau sống nha, đặc biệt phải có chấm mắm me với sầu đông nè, gừng nè. Đó. Chào tất cả mọi người, hồi sáng mình đi chợ mua được hai con cá đuối tươi. Cá này mình cũng đã mặn sạch sẽ để cho gáo nướng. Bắt đầu thì mình đi vô vườn hái ớt. Mình cũng có được mấy cây ớt chim mọc trong vườn. Loại ớt này chim rất là thích, không hái khi chín thì chim nó sẽ ăn hết. Mình hái một hồi thì cũng được bao nhiêu đây. Mình sẽ vào đâm ớt để ớp cá đuối. Mình cho muối và bột ngọt vào. Xong rồi mình cho ớt hồi nãy mình hái đó mình cho vào hết luôn. Đầu mình đâm ớt cho thật là nhuyễn. Muối ớt thì mình cũng đã đâm xong. Bắt đầu thì mình ớp cá thôi. Cá thì mình ớp đều cho hai mặt. Xong rồi mình để đó cho nó thấm đi. Rồi mình đi nhúm lửa than. Chỗ mình chờ chuyển mưa quá trời, mình nhúm thí luôn, không biết trời có mưa hay không. Hình quá mình nhúm lửa than xong rồi mình đem lên nướng, rồi trời cứ mưa lâm gâm không à. Còn đây là thời tiết buổi trưa của mình, trời mát mẻ và im dịu, hên là bữa nay trời chuyển mưa nhưng mà nó không mưa. Như vậy là mình cũng đã nướng cá chín. Thôi mời tất cả mọi người ăn cơm nha. Đó, mình sẽ xé con cá đuối này ra. Đây, đây để mình làm miếng cá đuối rồi. Quá ngon rồi con. Kèm với miếng rau. Mặn mặn cay cay đã rồi. Miếng thịt nữa không? Gặp miếng sầu đâu cũng được. Quá tuyệt vời đúng không? Này là bông cù nèo nè. Cái mâm này ăn cũng ngon. Cá đuối này là mình muối rất vừa ăn nè. Cưng. Gừng ăn nguyên củ với nó mới lạ. Đây là cả xà lách nha. Đó, mình quấn miếng cá đuối lên. Chấm với mắm me lụm thôi. Bắp chuối. Bắp chuối này chắc chắc ngon. Ôi. Cái đùi nữa. Lấy miếng xương xào lượng đùi nữa. À, có cái gai đây nè. Đùi. Rất là dai. Thật thế nào, ngon ghê.